Anh em có nhu cầu mua lịch CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lịch rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Xin chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Hôm nay mình cùng với mấy thằng em đi chơi. Lũ đạn này. Đây bắn cái khẩu M4A1 lớp Bergun. Một khẩu M4 VIP fake anh em ạ. Bắn thì cũng chả thua kém thì VIP cả. Nói chung là bắn phì vậy cả đái. Tôi không biết bắn tành mà tôi bắn tôi còn lao ầm ầm cơ không ạ. Lao như tàu hỏa. Làm gì có, ra cần chiến đi ra. Ồ đây này. Úi trời ơi, hết băng đạn, may mới chết nó. May nó lúp ở đấy mà, hai ba thằng đi qua không biết ạ. May sao mình tỉnh táo tàu, mình check chứ không thì quả là mình cũng làm sấp mặt lờ rồi. Lúp góc khéo thật đấy. Thấy không biết này. Trời ơi, thấy chưa? Anh em thấy cái độ thốn của nó chưa? Bắn 3 thằng 100C luôn. Ảo ma Canada, thế không biết. Khói nè. Đẩy thằng cái mít lên A rồi. Ừ, đấy. Tưởng gì chứ bắn thì tôi gọi là ngu ngu chứ còn về cái gọi là cái tình huống chạy thì đúng rồi. Dẻo như múa quạt khá bảnh anh em ạ. Đấy. Quá bình thường. Đấy, thấy không? Anh em thấy được không? Mà cái tốc độ chạy với cái tốc độ gọi là lát léo của tôi nó giống như kiểu tốc độ của Exciter đấy. Kho B, kho B, kho B. Hay quá anh em ơi. Ồ, bắn thế sao nào? Tầm này cứ mít mà ra thôi. Khói nè. Ra ra bạn, cháu mẹ. Cứ ca chưa cản đường nhỉ? Mấy này toàn chưa cản đường cơ. Làm lại một bài như này nữa nhá. Ui, biết canh rồi đấy anh em ạ, biết canh rồi đấy. Nối có một nha, bỏ luôn. Lên thẳng cao mà chơi chúng nó luôn. Đâu rồi? Chạy đâu rồi? Lúp đâu rồi? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thời buổi nào rồi còn chơi xăm. Chơi xăm xong rồi ẩn vào bờ tường anh em ạ. Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Lũ đạn nè, né đi. Có thằng ở kho B này. 10cc à? 1cc à? Thấy 1c đấy. Ui ôi. Thanh niên chơi bẩn thế. À, mẹ nó mồm mà nó chơi nhảy lầu anh em ạ. Khói nè. Bắn này là không không ép lên cao mít nữa. Bắn này anh em mình đẩy thẳng mít luôn. Mù nè. Thôi, anh em thấy được không? Quá được luôn chứ không phải là được nữa. Ây. Ây. Ui, vẫn còn thằng nữa này. Tôi vào một tận B rồi. A1, B1 này. B2 đấy, phải 1 anh em ạ. Vẫn còn hai thằng B nữa. Bọn này làm gì đấy? Bắn đi chứ. Anh em bắn đi chứ. Ok, tiếp tục. Lần này chúng ta không ép mít nữa. Lần này chúng ta lại chơi cái bài QB. Làm gì đấy? Mang mỗi quả súng rồi mà cũng cứ đổi cơ anh em ạ. Thích à? Về lại chơi luôn, chơi luôn. Không thấy thằng nào luôn anh em ạ. Không hiểu bọn này nó lúc vào đâu ta.
A sang cầu 2 á. Trời. Mày mình cầm cái con M4 VIP này nó đéo gọi là đéo phải là cái phong thủy anh em ạ. Mày cầm con M4 giả VIP này còn ăn được kim. Cầm con M4 VIP này còn đéo ăn được thằng nào. Đây này, nhiều thanh niên nó bắn tốt mà cầm tanh cứ đục đục vào cái khe này. Đấy, thấy chữ đỏ này. Ấy. Chết rồi à? Chết nhanh thế nhở? Lên bê. C4. Mẹ lao thật. Trời ơi, được chưa anh em? Xin chào anh em robot. Chào cờ cờ. Vẫn thôi, xíu rồi. Bạn có thằng ở đầu hầm này. Tao cắt chim giờ. Uti đây. Uti là thằng nào? Đây này. Ô kìa. Đéo mẹ. Đéo hiểu con này nó vào B. Nó vào B nó chết cái gì nha em ạ. Chạy đấu má để nó lúp lấy giờ lúp một cái góc đấy mà đéo ai biết luôn. Khổ thật sự. Mà mình mà không vào mình không chết cái chỗ đấy thì chắc là anh em bị nó móc rồi nó gỡ trộm bom từ bao giờ không biết. Đấy bắn cái kiểu không chết đấy anh em ạ. Lại ngồi ra khe này bắn anh em ạ. Ô đùa chứ mấy thằng nó bắn tanh nó bắn ở khe này ghê lắm nhở. Mình bắn nó chỉ mất ba mấy bốn mấy máu mà sao nó bắn một tun cái chết luôn ạ. Bắn sợ phết đấy. Đi ra. Mune. Vào luôn B này. Ảo ma Canada. Được chưa anh em? Ok á. Ô thằng này lúp ở đâu ta? Đéo hiểu luôn. Mình nhảy lên cái thùng của mình chết kìa mà sẽ đéo luôn. Vãi cả không chết cả anh nhại mẹ anh chết bên góc bên này còn một thằng đồng đội mình nữa mà. Đấy anh em biết là vào sai là phải chết rất là kỹ. Chỉ cần một cái sơ sót nhỏ thôi là chúng nó có thể lọt qua. Mẹ hay thật, mình check như thế rồi mà vẫn lọt được. Chắc hiểu kiểu gì. Căng nhỉ, căng không? Căng chứ còn gì nữa. Lên luôn. Hai. Bung lụa đi em. Trời, ui, mẹ sắp đôi anh em ạ. Ui, mẹ nó bắn mình mồm luôn. Đâu ấy. Tí chết. Mẹ ăn quả bom sắp đôi, phê vãi cả trưởng anh em ạ. Lên luôn. Rát ra. Rát ra để anh cho chúng nó quả C4. À quả bom. Quên cho quả C4. Ông kia lại xin baby talk làm gì ấy. Ông bị chơi tôi à. Ơ. Anh em thấy trình độ bắn xuyên khói vàng chưa. Bắn được của nó anh em ạ. À. Cản đường quá. À cuối còn thằng này. Góc này còn thằng này. Yếu rồi. Cuối B. Hầm B1 nhá. Ôi giời. Mày thằng kia bắn tằng 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 cái đéo biết ạ. Nó vẫn ngoảnh ra cuối B ạ.
Sợ thật. Xuống đây, C4 này, C4 này. Hay quá, hay quá anh em ơi. Ép phát QA đi, ép phát QA đi anh em. Tôi chơi C4 này, tôi thích ép lắm nha anh em nhá. Kể cả tôi bắn ngu tôi cũng thích ép. Kiểu kiểu mình ép lên mình bắn ở lúc nào mà được ăn kim ấy. Rất là phê. Cuối A có thằng nhá. Từ từ. Ấy, đây này. Ui. Thằng lốp thùng gỗ này. Ui, đông lắm, đéo phải. Ba thằng ơi anh em ạ. Cuối A 3. Thằng mồm mẹ bắn thằng trừ 66 nó chạy nhanh thế. Tính đuổi cái thằng mà nó dùng cái con đắc angle ấy anh em ạ. Tính đuổi thằng đấy mà cái đéo nó chạy nhanh thật. Ấy, định mệnh nó lên con mẹ nó trên cao mít rồi chứ. A lên. Được em ơi. Hay rồi. Làm được. 80C nữa cơ mà. Hay là fake bomb anh em ạ. Có fake bomb luôn. Còn thua. Rồi win đi. Vẫn ép hẻm A tiếp anh em ạ. Vẫn ép cái cuối A. Không bỏ được. Từ từ nha, đợi nó ra đáp quả bom này. Căn tham nha anh em, căn tham nhá. Này, ăn bom đi. Này, lên luôn. Phát lổ cái lên luôn. Ui, yếu lắm rồi. Ui, bị nó yếu lắm rồi anh em ạ. Lên đây. Mẹ thằng kia nó chạy mẹ lên cao mít ạ. Này, có một thằng yếu lắm rồi. Ui, bị bệnh nó 78, 58 này. Sát hai mồm. Hai yếu. Ui, vẫn đè cái thằng mồm. Ui, vẫn đè thằng mồm ăn hai thằng đâu ạ. Đéo hiểu kiểu gì. Hồi sinh cuối B đấy. Ok. Clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nhá. Bye bye.